Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị thêm một chiếc Mercedes-Benz phiên bản GLC 250. Chiếc này của em là phiên bản sản xuất năm 2018, model của 2019, mẫu mới, model mới mọi người nhá. Chiếc xe này thì nó khác hoàn toàn so với cái model trước đó, cũng là GLC 250 và cũng là năm 2018. Nhưng mà mọi người để ý kỹ hộ em nhé, chiếc này nó khác hẳn so với chiếc kia. Đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái bộ la răng hoàn toàn khác, nó là đa chấu, hợp kim đa chấu, nó không phải là la răng 5 chấu như trước kia nữa. Tiếp theo đó là bên ngoài thì chỉ như vậy thôi, còn tiếp theo đó thì là ở bên trong họ sẽ, chiếc xe này sẽ có thêm CarPlay, có loa bu master và có thêm kính 3 lớp giảm độ ồn vào trong xe. Bản trước đó thì nó là bản coi như là bản thiếu đi, vì nó thiếu option so với chiếc này. Bản này thì nó được nâng cấp hơn so với GLC 250 trước đó. Nó được nâng cấp cái đặc biệt là một cái option như là loa boom master. Rất là nhiều quý anh chị đi mạc và rất là thích cái loa boom này. Nhưng mà thời điểm đó thì trước năm 2018 thì những chiếc GLC 250 lật lại thì không có, chỉ có GLC 300 mới có thôi. Về sau thì đời này là model mới, cùng là 2018 nha mọi người nhá. Hãy để ký hộ em. Nếu như cùng một năm sản xuất 2018 thì giá nó hoàn toàn khác nhau, cũng có lý do cả thôi. Nó thêm kính 3 lớp giảm ồn, có thêm CarPlay và có loa bu master, có bộ vành khác đó. Một lưu ý nữa là nếu như mà quý anh chị lựa chọn xe GLC thì anh chị hãy tìm những chiếc xe mà còn km zin của xe. Chiếc này của em thì mới chạy được có, tính ra km là 4 vạn km. Đó, 4 vạn km ạ. Tính mai thì nó rơi vào khoảng 3 vạn mai thôi. Một điểm nữa cho chiếc xe này đó chính là một chủ dùng từ đầu rất là giữ gìn. Và tất nhiên là mua xe ở bên em thì quý anh chị biết rồi, sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng. Quý anh chị có thể mang xe đi hãng, check hãng, check lịch sử thoải mái, hoặc là có gara người quen, hay là có anh em nào làm thợ thuyền, người thân, người quen có thể mang qua bên em check thoải mái, không lăn tăn về cái vấn đề đó. Cái này là cái thảm cao su phía sau thôi, nó rất là tiện. Thêm một điểm mạnh nữa cho chiếc xe này của em, đó chính là nó được sử dụng màu trắng nội thất màu nâu. Đó, màu trắng nội thất màu nâu quý vị nhá, là một trong số những cái mã màu mà đắt khách nhất, ăn khách nhất ở trên thị trường. Nâu này của em là nâu cà phê nhá mọi người nhá, không phải nâu nâu da bò đâu. Nâu espresso. Màu này cái thời điểm mà năm 2016 em vẫn còn nhớ, khi đó mà em vẫn còn bán xe mới ạ, thì cái mẫu mã màu trắng cộng với lại nội thất 224. Cái màu nội thất này này, nội thất cà phê thì gọi là 224. Còn nếu mà nội thất màu nâu da bò thì gọi là nội thất nâu 234. Đó, cái màu 224 này cực kỳ hot luôn, rất là hiếm và phải đặt ký chờ thêm một thời gian nữa mới có thể có xe giao. Đó. Keo chỉ thì zin 100%. Cái màu trắng nội thất màu nâu này, nó thời điểm đó nó như là một cái gì đó rất là hot mà trên thị trường không có luôn. Tức là nếu như quý anh chị đặt màu nội thất khác thì có thể giao sớm hơn, nhưng màu này thì nó sẽ phải giao sau, phải chờ thêm, tức là phải ký chờ thêm đó. Mà thời điểm đó thì cái màu này rất là hot. Đây ạ, vô lăng của chiếc xe. Rồi thì khoang nội thất còn rất là mới. Ở đây thì vẫn có những cái phím điều chỉnh như những chiếc mẹ khác thôi. Có chế độ lái này. Đó. Và thêm những cái phím chuyển vô lăng ở đây. Đó, cũng khá là tiện lợi.
Đây em sẽ chỉnh số km để cho quý anh chị có thể xem. 48.000 km zin mọi người nhá. Km này là km zin, nếu em đổi giá mai thì nó rơi vào khoảng 3 vạn mai thôi. Đó. Tất cả các chi tiết ở đây thì còn ok, ổn. Vì là ở ngoài nó hơi ồn, sợ là quay quý anh chị xem nó sẽ bị ồn nhiều. Đây ạ. Đây ạ, cái điểm nữa mà em vừa nói đến đó chính là cái loa Boomaster này. Đó, cực kỳ hay luôn. Có 3 vị trí nhớ ghế, chỉnh ghế này, có đèn auto và tất cả các phím bấm ở đây thì quý anh chị có thể nhìn thấy này, nó rất là mới. Vì cơ bản nó là một chủ xưng từ đầu cho nên họ rất là giữ gìn. Vô lăng zin đây. Bây giờ thì em sẽ công bố giá luôn để cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Hiện tại chiếc GLC phiên bản 250 sản xuất năm 2018, màu trắng, nội thất màu nâu, model mới, model của 2019. Bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 1.775.000.000. Tất nhiên là giá có thể thương lượng một chút nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này của em. Chi tiết thì mọi người có thể alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Mọi người nhớ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.